Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon siêu cấp. Và tập trước thì chúng ta đã thành công mang về thêm một Asset về đội các bạn. Nhưng mà đây còn là dạng Forest nữa. Và sắp tới, nhiệm vụ của mình sẽ cố gắng đi tìm thêm một dạng của Asset nữa. Đó chính là Asset ở hình dạng God nữa. Nếu mà mình thành công thì kiểu gì đội hình của mình sẽ rất là bá đạo cho mình xem. À, mà trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tiến hành gắn thêm một cái huy hiệu hộ quán nữa. Ơ, nhưng mà khoan. Ê, hình như ở đây mình hết chỗ để mình gắn huy hiệu rồi các bạn ơi. Với cái tình hình này là phải đi đập thêm những cái miếng aluminium rồi. Cây hammer lâu rồi chưa dùng nè. Việc cuối cùng đó chính là đập những miếng aluminium này thôi các bạn. Để mình có thể chế tạo ra cái món đồ giúp mình có thể treo những cái huy hiệu hộ quán lên á. Công thức của nó thì cũng khá là dễ làm ha. Alright. Bây giờ mình sẽ chạy qua đây và bắt đầu treo huy hiệu hội quán lên thôi. Hả? Và sắp tới mình sẽ tiếp tục cái hành trình để chinh phục thêm nhiều cái hội quán khác nữa. À, mà hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thử triệu hồi một huyền thoại nữa các bạn. Đó chính là Ho-Oh nha. Hiện tại mình chỉ mới sở hữu Ho-Oh nhưng mà ở cách gián tiếp thôi các bạn. Đó chính là mình sở hữu Salamence Ho-Oh cơ. Đây nè. Đó. Nhưng mà hôm nay mình muốn có Ho-Oh hàng real á. Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu treo cái chuông ở đây ha. Đó. Và chờ đợi huyền thoại xuất hiện thôi. Ui trời ơi. Ê. Trời, mới đặt xuống thôi mà phát sáng rồi. What. Ê, có điểm nha, có điểm nha. Wow. Trong lúc chờ đợi huyền thoại xuất hiện, chắc là mình sẽ vô trong để kiểu như chúng ta thử thách cái vòng quay Pokemon cái nữa hết các bạn. Ở tập trước chúng ta đã có thử thách vòng quay Pokemon, mình thấy cũng rất là thú vị rồi. Để coi coi hôm nay thử thách vòng quay Pokemon sẽ là những đội hình gì ha. Ta-da! Và đây chính là những đội hình Pokemon sẽ có mặt trong cái vòng quay hôm nay. Nói chung thì mình ấn tượng nhất đội hình Pokemon suy dinh dưỡng đó nha. Không biết bạn nào gợi ý cho mình đội hình này nữa, nhưng mà nói chung là mình thấy cũng rất là thú vị đó. Giờ thì thử nào các bạn ơi, để xem đội hình nào sẽ được chúng ta dùng trong ngày hôm nay. Ê, đội hình gì á? Ồ. Ồ, đội hình Pokemon siêu to khổng lồ. Ây da, đội hình này mình thấy cũng ok like nha. Vậy là hôm nay những người bạn mà mình lựa chọn sẽ có kích thước rất là đồ sộ các bạn ạ. Siêu to khổng lồ mà. Ok, mình sẽ bắt đầu chọn danh sách những người bạn khổng lồ ha. Đầu tiên chắc là mình sẽ chọn Torterra đi. Tại Torterra là một trong những Pokemon khổng lồ đầu tiên mà mình sở hữu các bạn ạ. Đấy, vậy không khổng lồ chứ như nào mới khổng lồ nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn Celesteela. Ở dạng Fusion này thì Celesteela cũng rất là bự nha. Đấy, hai thành viên rồi. Khổng lồ hả ta. Ồ, Kyuregod. Ê, mình thấy Kyuregod cũng bự lắm các bạn. Nhưng mà khoan, mình sẽ tìm coi còn thành viên nào bự hơn nữa không. Rồi mình cho vô luôn các bạn. Ê, Striding Stone hơi bị bự nha. Đây nè. Đó. Quá đã. À, và nhắc tới khổng lồ thì không thể thiếu đó chính là người bạn Snorlax các bạn. Ê, từ từ, để mình cởi Torterra qua đây cái đã. Ok. Từ đó thì chúng ta sẽ cho Snorlax ra trận ngày hôm nay ha. Snorlax hiện tại đang ở trang đầu tiên nè. Rồi, đưa Snorlax vô đội hình luôn. Quầy, lâu lâu mới có dịp cho Snorlax ra trận ấy chứ. Rồi, còn một người bạn nữa để chúng ta hoàn thành đội hình khổng lồ nè. Để coi coi người bạn nào khổng lồ ta. Pokemon thường mà mình không thấy em nào bự lắm các bạn à. Ở dạng đặc biệt thì may ra có mấy em khổng lồ xíu ha. Ý, Meo Metal Fusion thì sao ta? Mình coi thử coi. Kích thước này thì có tính là khổng lồ không nhờ. Thôi. Mình thấy em cũng bự đó các bạn. Để mình so sánh thử Meo Metal với cả là Machado Fusion á. Mình thấy hai em này xem nhau nha. À không, Meo Metal có vẻ bự hơn các bạn ơi. Ê, Sabido, đúng rồi. Yay, mình đã chọn ra được rồi các bạn. Đó chính là Sabido đi. Em cũng rất là bự con nè. Ok. Vậy là chúng ta đã chọn xong đội hình cho ngày hôm nay rồi. Và ở đây có một cái đen đang phát sáng của một Pokemon 3 sao hệ nước. Thôi được, mình sẽ thử cho người bạn đầu tiên trong đội hình siêu to khổng lồ ngày hôm nay ra trận á.
Đó chính là Torterra Fusion của mình các bạn ơi. Mình sẽ cho Dynamax lên luôn. Ok. Và tấn công Milotic coi. Nửa cây máu các bạn. Rất là hiệu quả ha. Và Milotic cũng bật khiên các thứ rồi cơ. Rồi xong phim. Và coi nào. Milotic cũng rất là đẹp các bạn ơi. Ultra Ball. Nào. Thành công. Mới sợ. Thất bại rồi các bạn. Sao nhanh vậy? Nó chưa kịp lắc nữa. Oh no. Sao nhân phẩm của mình nó vẫn vậy ta? Trời ơi, nay mới test đội hình mới luôn mà vậy rồi. Ace. Không ổn rồi. Ok, và ở đây thì chắc là mình sẽ ở nhà thêm một vài hôm á các bạn ạ. Để mình canh chừng cái chuông này cái đó. Ví dụ hết ngày hôm nay qua tới ngày sau mà Ho-Oh vẫn không xuất hiện thì chúng ta sẽ lên đường và bắt đầu cái công việc chính trong ngày hôm nay luôn á. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Khi mặt trời đang dần lặn xuống, trời đất ơi, cái chuông triệu hồi Ho-Oh á phát sáng càng dữ các bạn ơi. Trời đất, bây giờ mình còn một chút nhạc. Dập sập sình các bạn ơi. Là quẩy được luôn á. Mền đất ơi. Ui nhưng mà trời tối luôn rồi. Hình như Ho-Oh đó không xuất hiện rồi các bạn ơi. Yêu. Rồi luôn rồi. Tắt sáng luôn rồi. Ngày đầu tiên triệu hồi Ho-Oh mình đã thất bại rồi các bạn ơi. Ây da. Chắc mình ngủ giấc rồi, sáng dậy mình lên đường luôn các bạn. Rồi khi nào xong công việc mình về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Chờ đợi Ho-Oh ha. Rồi, lên đường luôn thôi. Bữa nay mình đang có cái kế hoạch, đó chính là chúng ta sẽ đi bắt một huyền thoại cực kỳ đặc biệt các bạn ạ. Mà từ đầu tới giờ mình chưa có gặp huyền thoại đó luôn nha. Ê Latias. Ây da. Đi lạc ngang đây hả? Thôi được. Đã lỡ gặp nhau rồi, về đội tôi luôn đi. Trời ơi, Latias đi lạc các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cho Striding Stone có nghĩa là... Ê, trời đó, xong luôn rồi đó. Câu kêu này sao nhỏ chịu nổi trời. Mình ẩu rồi. Cái đòn Stone Edge vừa rồi đó. Trời ơi, làm Latias knock out luôn ạ. Mang đét ơi. Rồi, linh cảm lúc đầu của mình chính xác rồi các bạn. Hôm nay không phải là một ngày hên của mình rồi đó. Toàn thật rồi. No. Hiện tại mình chưa có cái thông tin gì về cái Pokemon huyền thoại đặc biệt đó cả, cho nên là chúng ta đang tìm một cách rất là vô định các bạn ạ. Thành thử ra là cái công việc ngày hôm nay sẽ hơi khó khăn một xíu đối với mình á. Nhưng mà theo như suy đoán của mình á, chỉ có một vài cái chỗ mà mình ít khi lui tới thôi. Thứ nhất là cái vùng Savanna, nhưng mà chỗ đồi cao giống như vậy nè, núi cao như vậy nè. Đó, mình cũng ít khi ha, đi tới đi lui ha. Thứ hai là cái vùng cát cam bên kia, nhưng mà là cái dạng đồi núi cao chập trùng nữa các bạn. Đó, mình cũng ít khi lui tới nè. Có thể là mình sẽ đi tới đi lui kỹ càng hơn ở hai cái khu vực địa hình đó ha. Ui, hình như bên đây còn cái làng nữa các bạn ơi. Ồ, vừa nãy mình không để ý ta. Để mình nghĩ thử ở trong làng này. Ê, vẫn là một cái làng nhỏ các bạn ạ. Và cũng không hề có nhà bác thợ rèn luôn ha. What? Tự dưng có Steelixbot chặn đường mình như vậy thì không để Kyurem ra trận thì hơi ổn nha. Chịu chiến với Steelix luôn. Quay. Lâu rồi Kyuregod mới ra trận tham chiến chung với mình nè. Là để xem coi lần trở lại này. Ôi trời. Kyuregod thể hiện rất là tốt các bạn ơi. Knock out Steelix luôn mà. Được thêm một miếng Blast. Ngon. Và cày thêm kẹo nè. Mình sẽ cho người bạn Snorlax Unite bé nhỏ ha. Ăn kẹo. Bé thấy ớn luôn á. Rồi, tiếp tục nào. Ui, mà khoan, ở dưới này mình thấy có giống như khu mỏ lắm các bạn ơi. Ừ, chuẩn luôn nó đó các bạn. Một cái khu mỏ. Ê, xuống đây cà kiếm coi. Ui, có xe mỏ chứa rương luôn nè. Hên như ta. Được rồi chứ, phía xa xa còn thêm một cái xe mỏ chứa rương nữa kìa các bạn. Ui dù. Ê, thôi. Tí nữa là thì đi rồi. Ui dồi. Có một ít khoáng sản. Một vài cái viên đá. Ê, khoan. Ở đây có một cái ngôi nhà. Lâu rồi mình chưa có tái xuất giang hồ các bạn. Ôi. Ui trời, mình tính lên làm thợ khóa mà ai về. Ôi khoan. Hả?
gần đây xuất hiện Landorus. Cái kìa. Ê, cái gì? Landorus nhưng mà có cái cánh. What? Nani, Landorus Fusion các bạn ơi. Wow, đẹp 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 nha. Quay quay, mình phải tìm một người bạn nào đó để chúng ta có rỉa an toàn hơn, rút kinh nghiệm lần trước các bạn. Ồ, lúc đầu mình đã bất cẩn và lỡ cơ hội chinh phục Latias rồi. Mình cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội chinh phục Landorus Fusion đâu. Rồi, chúng ta sẽ tấn công nhẹ bằng đòn bay chẳng hạn á. Đó, đòn bay này có vẻ là ok nè. Wow, cô Landorus kìa, trời ơi, có cánh. Nhưng mà cái cánh này mình nhìn không ra các bạn à. Các bạn có đoán được Landorus Fusion này là dạng kết hợp với Pokemon không? Mặt ngầu ngầu này hình như kết hợp với một em chim gì đó rồi. Rồi, hên quá. Sabedo Fusion phòng thủ rất là tốt ha. Rồi rồi, chúng ta đã có rẻ Landorus về cái ngưỡng máu mà mình thấy ok rồi nè. Mình sẽ tung Fastball để coi coi Fastball có thành công chinh phục Landorus Fusion hay không. Ui da, này trở lại cái vùng Misa này, công nhận mình phải ở một cái vùng đất nào đó đủ lâu thì mình mới gặp được đa dạng Pokemon các bạn ạ. Hôm nay chúng ta đã may mắn gặp được một trong số Pokemon đó. Rồi rồi, và mình sẽ chinh phục Landorus Fusion tới khi nào mà em chịu gì đợi mình thì thôi á. Ây da, nãy giờ mình chinh phục nhưng mà có vẻ Landorus Fusion không có ý định là về đợi mình các bạn ơi. Mình phải đưa Snorlax Unite bụng bự ra để kè Landorus Fusion mới được. Đừng để Snorlax Unite tôi nóng nha, thấy cái bụng không? Quỵnh một phát cái là Landorus Fusion xỉu luôn đó. Nên là thôi về đợi tôi đi, lẹ tôi còn dẫn đi khám phá nè. Được thiệt luôn kìa các bạn. À, ơi. Oh my god. Nhưng mà tí nữa mình cũng hẹo rồi. Why? Công nhận đưa Snorlax Unite bụng nhỏ của mình ra khè một phát là Landorus Fusion sợ các bạn. Chịu về đội mình luôn. Yes, đội hình Fusion lại có thêm một thành viên nữa rồi các bạn ơi. Mà là còn là một huyền thoại nữa nha. Ồ, ở dạng này, Landorus Fusion sẽ mang sông hệ đất, cũng như là lửa nha. Uầy, được ấy, được ấy. Rồi, Snorlax làm tốt nhiệm vụ của mình lắm. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái công việc của mình thôi. Mình sẽ lượn lờ ở đây cái đã. Gặp được Landorus Fusion rồi. Giờ thì chỉ cầu mong là gặp được thêm huyền thoại mà chúng ta săn tìm trong ngày hôm nay nữa thôi. Là beautiful luôn các bạn à. Úi, trời ơi. Xa xa đây có Salamence nữa nè. Wow, ở dạng thường các bạn ơi. Uầy, nhưng mà ở dạng thường nhìn Salamence cũng chất lắm các bạn ơi. Thôi được, lâu rồi chưa cho Snorlax Unite ra trận, nãy mới lập chiến công. Trời, cái bụng em tốt đẹp. Trời ơi, đưa Salamence vô trong người em luôn rồi. Yêu, em rồi. Trời ơi, coi coi. Ok, cho Snorlax Fusion của mình dùng cái đòn Body Slam đi. Đó, Body Slam cái nè. Knock out luôn Salamence rồi. Gắt vậy, gắt vậy. Ồ, đây là một trainer đặc biệt các bạn ơi. À, lần này mình gặp trainer cấp độ common thôi hả, cấp độ thường thôi. Wow, có đói để chúng ta thử đội hình luôn các bạn ơi. Thôi được, cho đội hình siêu to khổng lồ của mình thử sức với một trainer hơi mạnh này nha. Wow, trainer này có nhóc dơi cấp 100 mấy luôn kìa, căng vậy. Dữ dằn nhen. Torterra Fusion. Ê, vẫn có rỉa máu tốt các bạn ơi. Và đồng thời chống chịu cũng rất là tốt đến từ vị trí của người bạn mình lựa chọn trong trận chiến này. Rồi, kèo này có vẻ là em sẽ gánh tem đây. Tiếp tục là đòn Krunk. Yes. Tiếp theo là một em Houndoom. Mà dạng thường nha, không có tiến hóa. Wow, tới lượt Houndoom thì để mình đưa Kyuregod ra trận các bạn ơi. Ok. Ôi trời, làm phỏng được Kyuregod của mình luôn kìa, căng vậy. Origin Boost. Ổn không? Yêu, thất bại rồi. À đây, thành công. Knock out được Houndoom nha.
Rồi tiếp tục lại là nhóc dơi à? Ủa trainer này chuyên dơi hay sao thôi? Hai nhóc dơi rồi đó. Celestial Fusion ra trận cái. Ừ, mình cũng muốn cho người bạn này ra trận nhiều nhiều xíu các bạn. Để coi coi hôm nay Celestial Fusion sẽ thể hiện như thế nào đây. Úi, wow, cũng rất là tốt nha. Cấu được gần nửa cái máu các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ thử đổi sang đòn này coi. Xem coi có hiệu quả không? Ủa đòn này ok nè. Cũng tốt. Có vẻ là Gomez đánh Celestial Fusion của mình á không xi nhê lắm các bạn ạ. Em không bị trâu luôn á. Đòn quyết định. Yes sir. Lại là hao đơm. Ok. Rồi luôn rồi. Trainer này là chuyên dơi với lại ha, chó địa ngục rồi các bạn. Còn ai chưa ra trận ta? Sabido. Đúng rồi. Hình như nãy giờ Sabido chưa ra trận hay sao á. Thế nên là kèo này để Sabido ra trận nha. Tấn công một đòn nhẹ nào Sabido. Ôi trời, knock out luôn hả? Căng vậy. Wow wow. Ôi còn thú đều muốn ăn tươi nước sống trainer này luôn á. Thôi lỡ rồi cho em Dynamax luôn đi. Hoài hoài, một đòn cực tốt đến từ Sabido nha. Ngon, vậy là kèo này, em lại gánh thêm rồi. Ê, vẫn dư thắng nữa. À, lại thêm một hao đơm nữa kìa. Rồi, mình đón chuẩn rồi các bạn. Trainer này chuyên chó sói địa ngục với cả là dơi rồi. Nhưng mà không sao, Sabido Fusion của mình làm được. À ha. Vậy, tính ra cái đội hình mình chọn trong ngày hôm nay cũng không phải là yếu đâu các bạn à. Mấy em cũng rất là mạnh mẽ nha. Được đấy chứ. Ừ, hơi tiếc là nãy mình chưa có dịp cho Snorlax Unite ra trận á. Trời, em ra trận mình nghĩ chắc cũng cháy lắm á các bạn à. Oh my god. Lại có thêm đối căng để đội hình siêu to khổng lồ của chúng ta thử sức rồi các bạn. Bữa nay mình gặp lại Spectre Fusion rồi. Nhưng mà vẫn chưa gặp được dạng thường ta. Mình cũng muốn chinh phục cái nhóc Pokemon này lắm các bạn à. Ai, nhưng mà bây giờ phải làm đối thủ rồi. Cho nên là ok, vô luôn Sabido. Nhưng thôi, nếu đã không có duyên làm bạn thì đánh nhau luôn. Mình sẽ Dynamax cho Sabido Fusion của mình cái nhẹ nào. Wow wow. Gì cần vậy? Ui, hay lắm Sabido Fusion. Wow. Em khởi đầu rất là tốt các bạn. Kéo đi 70+% máu của Spectre Fusion rồi. Đã có cái đà rồi. Những em Pokemon khác chỉ cần cố gắng knock out thôi. Mình sẽ đưa Snorlax. Ôi. Ôi mà khoan, Snorlax Unite toàn kỹ năng hay thường mà. Oh no. Chúng ta không để cho Snorlax Unite lập công được rồi các bạn à. À tiếc vậy. Thôi tới lượt Celestial Fusion thì sao? Liệu rằng đòn này chúng ta... Ui. What? Em bị knock out luôn rồi các bạn ơi. Oh no. Hả? Liên tục là những đòn cực mạnh đến từ vị trí của Spectre Fusion. Chả nhẽ thua sao? What? Thua thiệt kìa. Bị outplay rồi. Oh no. Không. Vậy mà thua. Ây da, công sức của Sabido. Trời ơi. Lạy thiệt chứ. Rồi, dẫn vô nãy nè. Sabido đã mở ra cái tiền đề á. Cấu rỉa rất là tốt luôn. Nhưng mà mình lại không tận dụng được sức mạnh của những người bạn khác các bạn ơi. Trời đất ơi. Tới lượt Striding Stone thì sao? Oh, lần này có vẻ... Ê, lần này mình có thể giúp cho Snorlax Unite lập chiến công được á các bạn. Cố lên. Ê, 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 Snorlax Unite, cơ hội để cưng lập chiến công nè. Ê, nhưng mà quên, Snorlax Unite đâu có đòn nào tấn công được Spectre Fusion đâu. Quê xệ thiệt. Thôi, để Spectre tự đánh từ ngỗng đi á. Ồ, được cục kẹo nè, mình xin luôn đi. Trời đất ơi, nhục mặt thì chứ. Rồi, tại nãy không lập được chiến công nên thôi, cho Snorlax Unite ăn cục kẹo nghe. Mau mau mạnh lên, rồi xíu cho ra trận gánh tem. A few moments later. Đây rồi, mình đã tìm được Pokemon huyền thoại mà chúng ta cần tìm trong ngày hôm nay rồi. Đây là Coraidon các bạn ạ. Wow, ngầu vậy. Ui kìa, mình coi hệ thức coi. Ui, không có thông tin luôn ạ.
Thôi không có thông tin luôn. What? Wow. Ủa nhưng mà cô Raiden mới cấp 39 thôi các bạn ơi. Nếu vậy thì chúng ta phải kiếm một thành viên nào đó đủ an toàn để chúng ta cấu rỉa máu thôi. Bắt buộc rồi đó. 39 anh ta mới kiếm thành viên nào cấp thấp thấp xíu. Em option nhung nham này thử coi. Cho em cấu rỉa máu thử á. Rồi. Ôi trời, mình còn chưa cho em hồi đầy máu nữa. Ấu gì ta. Rồi Dynamax cho option của chúng ta lên ha. Đó. Trời trời ơi. Cô Raiden tấn công lại rồi. Ôi toan thôi toan. Thêm một đòn nữa. Ok. Ê đây nè. Hay lắm option. Rồi có lý. Thêm một đòn Max Strike nữa. Mình nghĩ là sẽ cấu rỉa máu ở mức an toàn đó các bạn. Cô Raiden thì đang bị yếu máu dần kìa. Này. Option đã làm rất là tốt rồi ha. Giờ thì mình sẽ đưa một thành viên khác trâu trâu chút xíu để chúng ta làm tăng cơ và chinh phục cái Pokemon Coraidon này thôi các bạn. Và ui trời, tưởng đâu thành công chinh phục bằng cái quả bóng đầu tiên rồi chứ. Nice. Tiếp tục tung thật là nhiều fastball. Ủa lộn, level ball thôi các bạn. Tới quả thứ hai thì sao? Ui quả thứ hai cũng không thành công. Này. Vậy là một xíu nữa mình phải đi luyện cấp thêm cho Coraidon nếu như mà mình chinh phục huyền thoại này về đổi á. Ý, thành công luôn rồi. Ba quả các bạn ơi, quả thứ ba thì huyền thoại Coraidon đã về đội của mình rồi. Ủa đâu rồi? Ủa Coraidon rồi. Ồ, nằm ở đâu rồi ta? À đây. Wow. Hơi thắc mắc không biết Coraidon sẽ mang hệ gì nhá. Thôi thử coi. Và đây sẽ là một Pokemon mang hệ rồng cũng như là giác đấu các bạn ơi. Wow. Thông tin của Pokemon này thì không có nhiều lắm các bạn ạ. Và để coi khi mình leo lên thì chúng ta ui có thể cưỡi và chạy rất là nhanh nhá. Chứ không có bay được các bạn ạ. Cũng hơi tiếc. Nhưng mà không sao. Quan trọng là em ngầu. Và mình nghĩ em cũng sẽ rất là mạnh nếu như mà mình luyện cấp cho em tới nơi tới chốn á. Wow, thích quá à. Rồi, mới về đội đúng không? Hơi phá lệ một xíu nha. Tại giờ mình đang sử dụng đội hình Pokemon siêu to khổng lồ á. Còn xíu đi. Xíu mình sẽ luyện cấp cho cả Coraidon và Landorus Fusion ha. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ lượn lờ xung quanh đây một tí xem coi chúng ta còn gặp đối thủ hoặc là Pokemon mới nào hay không á. Ôi. Ê, có đói căng nha. Trước mặt mình là Raiden Nguyên Thủy các bạn ơi. Lâu rồi mới gặp lại Raiden Nguyên Thủy Boss. Kèo này chắc là kèo đấu giữa hai Pokemon huyền thoại trong bộ ba thời tiết đi. Vô. Đó chính là Kyuregod đương đầu với Raiden Nguyên Thủy. Để xem. Ok. Chống chịu nổi một hit từ Raiden Nguyên Thủy và... Ý. Ủa thôi xong rồi. Thất bại rồi các bạn ơi. Rồi luôn. Chiến này thì lành ít dữ nhiều rồi. Ây da. Torterra Fusion thì tấn công được một hit kìa các bạn. Hai hit rồi. Hai lần động đất liên tục. À dạ, nhưng mà dính lại một hit từ Raiden Nguyên Thủy thì cực gắt luôn các bạn ơi. Ui, ba lần động đất rồi. Hay lắm. Em đã làm hết sức rồi các bạn ạ. Tới lượt Striding Stone thì sao? Ây. Trời. Nhưng mà sức mạnh của Raiden Nguyên Thủy là không thể ngăn cản các bạn ạ. Rồi đó rồi. Không biết tới lượt Sabedo Fusion thì... vẫn bị knock out. Wow, công nhận. Đối này căng thật rồi. Và đây là dịp để Snorlax cánh tem nè. Snorlax bụng bự. Hãy làm gì đó đi cưng. Body slam nha. Đòn này là sát thương. Ui, không đủ để knock out. Sao nghi vậy? Trời ơi, biết ngay mà. Đừng nói là thua xuyết xò nha. Thiệt luôn á, mình nghi lắm. Rồi luôn rồi. Tôi xong. Ý, vẫn kịp. Hay lắm Celestia Fusion. Trời, hên có em. Kết thúc à.
mình được một cây cần câu nè. Hồi không có dụ dỗ người ta đi câu nữa nghe. Giờ tôi vẫn còn nhớ nhưng mà không nhớ đâu. Được cái là cho thêm kẹo nè. Ok á, mình sẽ cho Snorlax đi. Tiếc ta, nãy giờ vẫn chưa cho em lập được chiến công nữa. Và kế đây nó còn có một cái kim tự tháp nữa các bạn ơi. Mình sẽ coi thử coi trong kim tự tháp này có thêm món đồ đặc biệt gì khác hay không. Ồ, những miếng ballet. Lại là ballet. Ồ, một ít khoáng sản. Và không có thêm GS Bond rồi. Trở về nhà sau chuyến đi này, chúng ta cũng biết được sức mạnh của đội hình Pokemon siêu to khổng lồ. Và mình thấy đội hình khổng lồ đó cũng tương đối là mạnh đó nha. Sắp tới hy vọng là chúng ta sẽ tìm thêm được nhiều người bạn mới có kích thước bự bự giống như vậy nữa. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta còn mang về được thêm hai người bạn mới. Một người bạn đó chính là Landorus, nhưng mà là ở dạng Fusion các bạn ơi. Wow, trông rất là đẹp luôn nha. Và tiếp theo là một huyền thoại luôn các bạn à. Và trên tên của huyền thoại này còn có những cái ký tự đặc biệt nữa nè. Mình đang rất là tò mò về sức mạnh của Koraidon đó nha. Ê, để mình coi coi kẹo mình còn nhiều không ta. Ừ, còn cũng khá khá nè các bạn. Ừ, cho Koraidon ăn Lyrai đi ha. Đó, học được Dragon Dance đồ luôn nè. Ui, cái gì? Koraidon còn có thể tiến hóa nữa kìa các bạn ơi. Nè đi. Wow. Cái gì? Hả? Cái gì vậy? Là sao nữa? Cái gì, cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Ui dồi. Trời đất ơi. Chôn rồi. Oh no. Mình bị trôn rồi các bạn ơi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? No. Trời đất ơi. Người ta vất vả lắm mới tìm được Koraidon, mà sao giờ lại thành Komo? Ây da, nó cay còn hơn ăn ớt nữa các bạn ơi. Hèn gì mình thấy nghi nghi rồi. Sao tự nhiên huyền thoại mà lại tiến hóa thêm cái nữa vậy? Bình tĩnh lại, không có gì phải cay hết. Lúc này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin thôi các bạn à. Rồi, lỡ về nhà thôi. Mình sẽ ngồi canh cái chuông tiếp các bạn à. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để đi tìm lại huyền thoại Koraidon á. Không tin luôn á trời. Sao ta số mình lận đận dữ ta. Ồ, cái chuông bắt đầu sáng hơn rồi nè các bạn ơi. Liệu rằng Ho-Oh có xuất hiện hay không đây? Ê, Ho-Oh đã xuất hiện rồi. Ở đây nè các bạn. Yes. Ui, sao Ho-Oh mắc kẹt ở dưới hả ta? Trời ơi, Ho-Oh mắc kẹt ở dưới này rồi các bạn ơi. Mình sẽ kiếm một thành viên nào đó an toàn để chúng ta cấu rỉa máu của Ho-Oh ha. Đây, Shizuo là lựa chọn của mình. Ok, thành công. Rồi, mở hàng bằng một đòn Phone Sweep nào Shizuo. Mình không may mắn trong việc giữ Koraidon thôi chứ. Triệu hồi Ho-Oh có vẻ là mình hơi bị may mắn nha. Ở đêm thứ hai chúng ta đã thành công triệu hồi được huyền thoại này rồi. Bây giờ thì mình sẽ tôm một quả Fastball chăng. Ừ, để xem có chinh phục được Ho-Oh về đội hay không á. Dạ, có vẻ Fastball không hiệu quả lắm các bạn ơi. Đấy rồi các bạn, ở lần hai mình thử thì chúng ta đã chinh phục thành công được Ho-Oh rồi các bạn ơi. Ta-da. Vậy là bây giờ mình đã có được bộ đôi Ho-Oh cũng như là Lugia rồi. Chỉ hơi tiếc á là Ho-Oh mà mình có là Ho-Oh bình thường thôi á, chứ không phải là dạng đặc biệt các bạn ạ. Nhưng không sao, có thêm được một huyền thoại về đội thì cũng rất là sảng khoái rồi. Giờ thì hy vọng có Ho-Oh về đội chúng ta sẽ có nhân phẩm cao hơn á, và không có rơi vào cái vết xe đổ hồi nãy. Trời đất ơi, không hiểu sao mình cũng tò mò nữa. Rồi để cho Koraidon tiến hóa thành Komo luôn. Ừ, công nhận mình tỉnh queo thiệt chứ. Chắc tối nay mất ngủ gì. Koraidon quá. Ê,
Gần đây có Rayquaza. Ở đâu? Where are you? Ôi trời trời, Rayquaza bên trên này các bạn ơi. Ây à, mà Rayquaza bình thường thôi à. Ừ, thôi được. Kèo này mình sẽ thử cho Landorus của mình ra trận ha. Test sức mạnh luôn các bạn. Nãy giờ Landorus chưa có được ra trận xíu nào hết trơn á. Rồi, mình sẽ cho Landorus Dynamax một cái ha. Tấn công... thử cái. Ổn áp hay không đây? Hơi hồi hộp một xíu. Ổn hay không đây? Chùi chùi chùi, Landorus đánh hơi bị gắt các bạn ơi. Wow. Landorus Fusion. Thêm một đòn nữa nào. Hai đòn thôi. Landorus Fusion của mình đã knock out được Rayquaza rồi. Gắt vậy ta. Được đây, được đây. Thêm một người bạn mạnh mẽ nữa về đội để có thể gánh thêm cho mình trong tương lai rồi các bạn ơi. Mà hơi xu một cái là Landorus mình không có cưỡi được các bạn ơi. Ừ. Phải cưỡi được nữa thì tuyệt vời luôn á. A few moments later. Ôi no. Mình hết hên rồi. Lần này mình gặp không phải là cô Raiden bình thường các bạn ạ, mà là cô Raiden boss rồi. Hay da. Thôi được. Boss thì boss, lỡ gặp rồi cũng bụp luôn chứ sao vậy. Ok, mình sẽ đưa Mewtwo Cyber của mình để đương đầu với cô Raiden ở dạng boss đó. Và để xem coi sức mạnh của cô Raiden với Mewtwo Cyber bên nào sẽ chiến thắng. Dạ, Mewtwo Cyber đánh không xi nhê lắm các bạn ơi. Trời trời trời, cô Raiden lọt xuống dưới rồi. Trời ơi, đánh đấm kiểu gì vậy? Ôi trời ơi. Ủa? Cô Raiden có cái đòn gì các bạn ạ? Đánh một phát là quỷ trận đấu luôn à. Với tình hình này mình phải đưa Zacian God của mình ra. Còn không là Sonic God nè. Ra để solo với cô Raiden thôi. Ây da. Ảo thật đấy chứ. Rồi, Dynamax cho Sonic God của mình nè. Và để xem. Đó. Đừng có nói là ha, quỷ trận đấu nữa nha. Ừ, hên hên. Và chúng ta sẽ knock out được cô Raiden. Ui, tự nhiên đánh xong em lăn đùng ra luôn các bạn à. Hơi sợ nha. Ồ, hô ô học được kỹ năng mới nè các bạn ơi. Yeah, dạy luôn cho hô ô. Ồ, nhưng mà có một cái điều lạ là cô Raiden không có rơi ra bất kỳ một cái gì hết các bạn à. Ê, lạ vậy ta. Bình thường đánh những Pokemon khác ít nhiều cũng rơi ra một xíu đồ, còn Koraidan là không rơi ra gì luôn nha. Trời đất ơi. Tới vậy thì chịu rồi. Ê, đây rồi, đây rồi. Chúng ta đã gặp lại Koraidan rồi. Ồ, vậy là Koraidan cũng có thể xuất hiện ở cái vùng Misa này à. Ây da, biết rồi nha. Ôi nhưng mà lần này mình sẽ cẩn thận hơn. Mình sẽ dùng Scizor, Cyber và sau đó chúng ta sẽ Phone Sweep Cô Raiden á. Và chắc chắn rồi, mình sẽ không bao giờ cho Cô Raiden tiến hóa bất kỳ một lần nào hết các bạn. Ừ, chứ không thôi là em sẽ biến thành Como nữa đó. Bây giờ vẫn còn hơi cay cay các bạn ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta đã gặp lại huyền thoại thế hệ thứ 9 này rồi, nên là sự cay đó đã vơi đi rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cố gắng chinh phục người bạn cực ngầu này về đội ha. Tiếp tục nào, hồi nãy là mình dùng Level Ball đúng không? Ok, lần này mình vẫn sẽ dùng Level Ball và xem coi mất bao nhiêu quả để chúng ta chinh phục Koraidan. Ôi dạ, tưởng đâu lần đầu tiên được luôn rồi chứ. Thôi, lần đầu không được thì lần thứ hai đi. Về đội tôi đi, nhất định tôi sẽ cho Koraidan đi quẩy thật là căng. Chịu không? Trời, không chịu nữa. Ngầu mà khó tính quá à. Rồi còn tăng sức chiến đấu lên nữa cả. Tầng 3. Lần này mình có linh cảm tốt các bạn ơi. Chính xác. Vẫn là lần thứ 3 chúng ta chinh phục được Koraidan. Ok, Como còn học được Outstrength nữa. Thôi, ui là hơi bị quạo rồi đó nha. Nhưng mà đây là kỷ niệm các bạn. Mình có nên đổi tên cho nhóc này không ta? Ok, đổi tên lên đi. Koraidan A hu hu. Vậy đi, để mỗi lần đưa em này ra thì mình sẽ nhớ đây là cô Raiden á. Tại vì mình cũng có một nhóc Como ở trong máy tính các bạn à. Mình nhớ là em đâu, ở phía sau này nè. Nè, em đây nè. Rồi, cho hai nhóc này đứng cạnh bên luôn á. Còn phần mình sẽ đưa cô Raiden ra ngoài để chúng ta luyện cấp cho em các bạn ơi.
Lần này là rút kinh nghiệm rồi, không có vụ mà cho cần tiến hóa đâu. Ôi ở đây có trainer luôn nè. Không biết đây là trainer cấp độ gì ha. 40. Ui, không có trainer boss rồi. Mà không sao, cấp 40 mình nghĩ cũng ok để chúng ta thử sức. Coradon. Dò, khiêu chiến luôn nha. Ôi nhưng mà kỹ năng của Coradon hiện tại thì không thích hợp để chiến đấu rồi các bạn ơi. Trời ơi, toàn kỹ năng phòng thủ không à. Vậy thôi. Ô, ra trận đi cưng. Giúp Coradon giai đoạn này nha. Luyện cấp cho Coradon các bạn. Rồi, test kỹ năng mới học luôn ha. À, khá là hiệu quả, còn gây bỏng cháy nữa cơ. Quá dở luôn. Thôi, kết thúc nào. Yes sir. Ui, tiếp theo là Geodude các bạn ơi. Ê, Trời. Coradon chuẩn bị tiến hóa ngoài kìa. Thôi, không cho đâu. Outstrength. Học được kỹ năng mới cho Coradon. Ngon. Quỷ. Yes sir. Phân thủ mình nó nhanh hơn rồi đó các bạn, quỷ liền. Rồi, giờ thì cưng có thể chiến đấu được rồi đó. Coradon, hiệu chiến luôn nào. Ê, trainer này chạy. Chơi mà chạy, fan. Yo, test sức mạnh Coradon cái nào. Outstrength. Quá dữ. Trời ơi. Wow, cái em này nhìn ngầu quá các bạn ơi. Các bạn có thấy em này ngầu không? Ui, trời, nó mau Rogan Gola luôn rồi, nhanh vậy. Quý. Ok. Bây giờ ráng cày em lên cấp 100 các bạn. Lúc đó là đỡ phải canh chừng hơn á. Chứ bây giờ sơ hở là em thành thế Gomo đó nha. Bởi vậy mình không được cái mất tập trung các bạn ạ. Rồi, mình sẽ thử lượn lờ ở đây coi mình có gặp thêm một cái nhóc Coradon giống cái nào hay không ha. Để mình được một cặp Coradon luôn các bạn. Ê, xa còn có cái làng kìa. Quá tệ. Được thôi. Gửi Coradon chạy thẳng lên đẳng. Ê. Ôi trời, cái nhóc này dám cà khịa, cưng lèo. Thôi được. Landorus Fusion tiếp đón em nó luôn. Tấn công nào. Nữa, sao lại tiến hóa gì hoài cưng. Thôi đi Coradon. Em đam mê tiến hóa lắm các bạn. Kìa là. What? Coradon Shiny. Oh my god. Ê, ở dạng Shiny này Coradon sẽ có màu xám xám á. Và cũng rất là ngầu nè. Quay kèo căng. Kèo đấu giữa hai Coradon các bạn. Ui. Nhưng mà đây là giống đực. Ai da, tiếc người ta. Đây mà là Coradon giống cái nữa thì bơ phẹt luôn rồi. Outstrength ổn không nhờ? Không được. Dùng Outstrength rồi đấm nhau tới tấp luôn các bạn ơi. No. Vậy thôi. Không kèo đấu giữa hai Coradon được rồi. Chuẩn bị làm bạn nhau đi. Giờ thì để Seesaw Cyber làm nhiệm vụ của mình đi ha. On sweep nào Seesaw Cyber. Đúng rồi. Mặc dù chúng ta đã bỏ lỡ một Coradon, nhưng mà không sao. Trời ơi, thành công luôn kìa. Chúng ta đã mang về tới tận 2 Coradon các bạn ạ. What the heck. Như vậy thì tuyệt vời, còn gì bằng. Ôi, từ từ. Quỷ tiến hóa rồi đã. Ảo rồi đã. Mở được cái thành tựu chinh phục 10 Pokemon hệ giác đấu luôn rồi. Wow. Bá cháy thì các bạn ơi. Rồi, lập tức đưa Coradon Shiny ra liền nè. Uầy. Ở dạng bình thường với dạng Shiny thì các bạn thấy em nào có cái màu sắc ấn tượng hơn? Mình thì vẫn ấn tượng với cái dạng bình thường thôi nha. Kiểu nhìn cũng khá là nổi bật á các bạn. Ừ, em này thì nhìn thì ngầu ngầu thế á. Còn nổi thì chắc không bằng em này đâu. Nhưng mà làm sao, hai em này thì cũng đều được mình luyện cấp trong ngày hôm nay thôi các bạn. Ui nhưng mà cái em mới này thì có vẻ là đô con hơn á. Ui, Salamanh đi đâu? Hả, đi đâu cưng? Đâu y cưng? Đi đâu mà vội mà vàng? Ui dạ, khiêu chiến thất bại rồi. Không được. Không sao hết. Thất bại thì thử lại. Vô. Coradon Shiny. Mới về đội luôn. À, có vuốt rồng nè. Im ấy chứ. Dynamax kèm cái nha. Để xem. Ui. Trời ơi, Dynamax. Và knockout Salamence. Luôn rồi. Quay. Dữ dằn á nha. Không biết là mình có nên kiên trì ở đây thêm một vài hôm nữa không ta? Mới ở có 4 hôm mà mình gặp được 2 Coradon rồi các bạn. Để mình thử coi. Biết đâu bất ngờ mình kiếm thêm được một Coradon giống cái nữa là ok luôn đó các bạn à. Ôi nhưng mà vậy thì hơi khó á. Ví dụ kiếm thêm được một Coradon thì
Một trong hai em này sẽ FA các bạn ơi. Vậy thôi cho hai em này FA chung nhau luôn đi. Ừ, vậy cho công bằng. Trở về nhà sau khi luyện cấp thì bây giờ hai cô Raiden của mình đã ở cấp độ tối đa các bạn ạ. Và lượng máu thì rất là trâu các bạn ơi, gần 500 máu lận. Còn chỉ số mình nhìn bên trong mình thấy đều ro luôn nè. Wow, được thật sự luôn á. Ôi, nhưng mà có vẻ là cô Raiden bình thường á có chỉ số tấn công cao hơn á các bạn ơi. Nè, 457 lận. Khá là ấn tượng đó nha. Và về nhà mình còn có món quà tặng cho hai nhóc này nữa, đó chính là cái răng rồng. Bởi vì cái răng rồng này còn giúp tăng sức mạnh cho các kỹ năng hệ rồng của hai nhóc Coradon ha. Khá là đáng để thử đó nha. Coi coi mình có dư cái Flame Blast không, có luôn. Ngon, mình sẽ lấy một cái mình cho Ho-Oh ha. Yes sir. Còn Earth Blast mình cũng sẽ cho Landorus Fusion. Rồi, vậy là công bằng rồi nhá. Giờ thì sẵn sàng chưa hai cô Raiden? Lên đường chúng vậy anh, chúng ta sẽ đi quẩy thôi. Mạnh như vậy không đi quẩy thì hơi ổn các bạn ạ. Có đói rồi các bạn ơi. Đối thủ lần này là một huyền thoại Golem nha. Ây da, căng căng căng. Nhưng mà để coi coi sức mạnh của Golem huyền thoại và sức mạnh của một huyền thoại mới về đội của mình. Nhóc nào sẽ giành chiến thắng đây? Ok, Dynamax lên luôn nha. Ôi càng đấy, kèo càng đấy. Trời, bị nửa cái máu rồi. Nhưng không sao, cô Raiden đã phán đoạn rất là gắt các bạn ơi. Liệu rằng Rồi knock out luôn. Công nhận là cái trang bị răng rồng vô một cái cô Raiden mạnh thiệt. Được đó nha, được đó nha. Sắp tới có thể là chúng ta sẽ dùng cô Raiden nhiều nhiều lên xíu ha. Còn bây giờ đã lỡ qua DN rồi, nên mình sẽ tranh thủ coi coi chúng ta có tìm được Arceus God hay không á. Sao mà hiếm như ta, boss thì lâu lâu còn gặp mà dạng thường thì không gặp nổi luôn á. Ui, đây là Pakia đó hả, đúng không? Cái dáng này. Wow, đây là dạng đặc biệt gì đây? Ê cái đầu. Ê đừng nói đây là dạng Necro nha. Giống lắm. Ui đúng rồi, Pakia Necro. What the heck. Rồi. Trước mắt thì để mình lấy cái đâu rồi ta, PC Blade ha. Ừ, mình sẽ trang bị PC Blade cho Arceus của mình. Ôi nhưng mà khoan, hình như là mỗi lần mình dùng cái PC Blade lên người Arceus là chúng ta tuy là mất luôn nhưng mà cũng có thể đổi được hệ cho Arceus một lần các bạn à. Hơi hao nha, nên là mình phải tranh thủ tận dụng mới được. Rồi bây giờ thì test sức mạnh của Landorus Fusion luôn á. Để coi coi ổn áp hay không đây. Ui trụ nổi một hit các bạn ơi. Wow, Landorus Fusion thấy vậy mà cũng khỏe phết nè. Đóng được 2 hit của Pakia Necro luôn. Ngon. 3 hit thôi. Tấn công được 3 hit rồi. Wow, Landorus Fusion cũng rất là mạnh mẽ các bạn. Tiếp theo sẽ là nhân tố Coraidon mới về đội. Và để chắc cú hơn, mình sẽ Dynamax ha, cho Coraidon. Ui, một đòn. À, chưa knock out được. Pakia Necro có vẻ là rất là lì các bạn ơi. Ôi, Coraidon còn bị tê liệt sau cái đòn vừa rồi nữa. Không biết ổn hay không đây. À, sau khi bị tê liệt thì em không thể tấn công trước rồi các bạn ơi. Rồi luôn. Liệu rằng Coraidon còn lại có thể trả thù cho người bạn vừa rồi. Ý, thành công rồi. Wow. Ý, ủa, làm sao đánh bại Pakia nhưng mà lại được cái Grisius up. Ảo vậy. Thôi có mình xin luôn. Và thêm một cái up đen thui thùi lùi nữa. Bỏ túi ha. Wow. Công nhận Landorus Fusion cũng mạnh mẽ lắm luôn á. Trời ơi, nãy đánh muốn thấu đều ngang kèo với Pakia Necro luôn mà. Được đó ta. Ôi vậy là sắp tới có thêm mục tiêu để chúng ta qua The End rồi. Đấy chính là tìm kiếm Pakia Necro các bạn. Ừ, mình thấy ở dạng đó Pakia cũng ngầu lắm luôn á. Về tới nhà tưởng chừng là có thể rảnh rỗi rồi, nhưng không. Ở dưới này là có Kill Rebot các bạn. Ê, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại Kill Rebot nha. Ê, đứng lại. Trời, sao lại bơi như vậy? Trốn tránh à. Lần đầu thấy Kill Re nhùng các bạn à. Đứng lại cho tôi. Thiệt luôn á, bơi không lại các bạn ơi. Kill Re bơi nhanh quá. Bài đi, rồi đó, dí theo.
Để xem kẹo này Koraidan của mình sẽ thể hiện như thế nào đây. Outrank. Ui, đánh trước kill ra luôn kìa. Gắt gì? Quá là bá đạo các bạn ơi. Ôi, nhưng mà em không thể chiến thắng trước một kill rail boss rất là trâu ha. Tiếp theo mình sẽ thử cho Ho-Oh ra trận, nhưng mà mình biết như vậy sẽ hơi thiệt thòi cho em. Nhưng cũng phải thử một cái, biết đâu bất ngờ. Ho-Oh sẽ gánh tem thì sao? À không. Khó thiệt các bạn ơi. Thôi, nếu vậy thì để Koraidan còn lại gánh tem giùm nha. Outstrand. Ây da, vẫn còn cơ hội. Thành công. Ui, được thêm XP share nữa nè. Mình xin luôn. Wow. Phải công nhận là hôm nay mình mang về đội hình của mình hai huyền thoại rất là chất lượng các bạn ạ. Đấy chính là Koraidan nè. Và tiếp theo là Landorus nè. Và Ho-Oh cũng rất là mạnh mẽ đó nha. Nhưng chẳng qua kèo vừa rồi Ho-Oh hơi bị thiệt thòi thôi. Sắp tới liệu rằng mình có thể may mắn và tìm thêm nhiều huyền thoại ở thế hệ thứ 9 hay không? Câu trả lời sẽ sớm có những tập tiếp theo ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã support video này của mình. Và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovebrood hay là Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.